Tối ngày 14 tháng 12, cả showbiz xôn xao trước thông tin Vương Lịch Hâm, nam diễn viên kiêm ca sĩ điển trai bất ngờ đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội, thông báo anh và bà xã Ngô Nhã Đình chính thức ly hôn sau 5 năm chung sống. Nổi danh nhờ vai Lộ Tinh Hà trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Vương Lịch Hâm sở hữu lượng fan hùng hậu. Câu chuyện tình yêu của anh và bà xã được đông đảo công chúng ngưỡng mộ. Vương Lịch Hâm chia sẻ, gửi tới người bạn cùng phòng, thật tiếc rằng từ nay về sau em không thể nghe tiếng ngủ gáy gợi cảm của anh. Những năm qua em đã vất vả nhiều rồi. Em là người vợ, người mẹ và là người con gái tốt. Cảm ơn em đã mang ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời anh. Cảm ơn em đã cho anh hai bé cưng đáng yêu nhất trên đời này. Chúng ta sẽ tiếp tục yêu thương và bảo vệ hai đứa. Vậy nhưng, lần này anh sẽ xuống xe trước. Chặng đường vừa qua là kỷ niệm quý giá đối với anh. Cảm ơn em đã ở bên anh. Hy vọng rằng phong cảnh chặng đường của em sắp tới sẽ vô cùng đẹp đẽ. Gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu có khó khăn gì, anh sẽ vẫn là người bạn tốt nhất đứng sau em. Khi Trang Sina liên hệ với phòng làm việc của nam tài tử, đại diện đã xác nhận thông tin ly hôn là sự thật. Cả hai đã chính thức chia tay nhau trong hòa bình. Từ khóa Vương Lịch Hâm ly hôn sau đó cũng lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng nhận ra việc hôn nhân của Vương Lịch Hâm rạn nứt từ lâu. Thời gian gần đây, nam diễn viên ít khi đăng tải ảnh bà xã lên mạng xã hội. Trong khi đó, về phía bà xã Ngô Nhã Đình, có nhiều thông tin cho biết hiện cô đang tập trung trị bệnh. Tuy nhiên, sau tuyên bố gây sốc trên, Vương Lịch Hâm bị netizen đào lại bài phỏng vấn cũ thực hiện năm 2019. Anh chia sẻ rằng, tôi từng nói với bà xã rằng rồi sẽ có một ngày anh rời xa em. Nghệ sĩ kết hôn năm 25 tuổi thì sao? Tôi nghĩ chẳng có điều gì quá đà. Tôi chỉ muốn làm những chuyện mình thích. Tôi yêu cô gái này, muốn cùng cô ấy mạo hiểm, cùng cô ấy kết hôn và rồi sinh hai nhóc tỷ dễ thương. Nhiều người bạn của tôi không thể rời khỏi Bắc Kinh, nhưng tôi thì không như vậy. Nhiều bình luận ném đá Vương Lịch Hâm cho rằng anh là trai hư, sống cuộc sống vô trách nhiệm với người thân và gia đình, coi cuộc hôn nhân là trò đùa. Còn nhớ năm 2015, nam diễn viên tổ chức đám cưới vô cùng lãng mạn trên hòn đảo Tam Á. Hôn lễ của Vương Lịch Hâm được tổ chức ngoài trời trong khung cảnh tràn ngập sắc hồng của hoa tươi và ánh sáng mặt trời rực rỡ với sự tham dự của đông đảo bạn bè. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, đồng thời có con trai thứ hai vào tháng 8 năm 2017. Vương Lịch Hâm sinh năm 1989, tham gia làng giải trí từ năm 2007, từng giành vị trí quán quân cuộc thi Superboy tại thành phố Quảng Châu. Vương Lịch Hâm được gọi là Tiểu Quán Hy vì có gương mặt na ná nam tài tử này. Tuy nhiên, anh được khán giả yêu mến không phải vì danh xưng này, mà là vì vai diễn công tử nhà giàu ấn tượng trong bộ phim Vườn Sao Băng 2, phiên bản của đài truyền hình Hồ Nam. Tên tuổi của Vương Lịch Hâm vụt sáng khắp Trung Quốc khi anh sắm vai Lộ Tinh Hà trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, đóng cùng Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên. Dù chỉ đóng vai nam phụ, thế nhưng sự si tình và dịu dàng của Lộ Tinh Hà dành cho nữ chính đã chinh phục nhiều khán giả. Sau đó anh còn tham gia vào phim Tiểu Hoan Hỷ và Anh Ta Không Yêu Em Như Vậy Đâu. Gương mặt điển trai, diễn xuất cuốn hút, tính cách vui vẻ cùng cuộc sống ngọt ngào bên vợ và hai con, Vương Lịch Hâm được đánh giá là nam nghệ sĩ sạch bom scandal.